Trong thế giới bóng đá, những cuộc đua giành danh hiệu cá nhân không chỉ là minh chứng cho tài năng mà còn phản ánh sự cống hiến, bền bỉ và tầm ảnh hưởng của các cầu thủ trong lòng người hâm mộ toàn cầu. Giữa hàng loạt những giải thưởng danh giá của ống vàng Dubai, Global Soccer Awards nổi lên như một sự kiện đặc biệt kết hợp giữa bình chọn từ cộng đồng người hâm mộ và đánh giá từ các chuyên gia hàng đầu. Trong bối cảnh năm 2024, Cristiano Ronaldo, biểu tượng sống của bóng đá hiện đại, lại một lần nữa đứng trước cơ hội làm nên lịch sử với khả năng lần thứ 7 được vinh danh. Liệu rằng huyền thoại người Bồ Đào Nha có thể vượt qua những thử thách tới từ thế hệ trẻ để khẳng định vị thế vĩnh cửu của mình hay không? Đồng thời, danh hiệu câu lạc bộ hay nhất năm cũng đang mở ra trong cuộc đua khốc liệt giữa những đại diện hàng đầu như Manchester City và Bayer Leverkusen, mang đến một bức tranh sinh động về sự phát triển không ngừng của bóng đá thế giới. Tâm điểm của Global Soccer Awards năm nay vẫn là danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất với sự cạnh tranh quyết liệt từ những ngôi sao hàng đầu. Danh sách đề cử quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá đương đại, từ các tài năng trẻ đầy triển vọng đến những huyền thoại sống của môn thể thao vua. Trong đó, Rory, ngôi sao của Manchester City, nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhờ một mùa giải thăng hoa. Anh không chỉ giúp cho Man City giành quân ba lịch sử mà còn góp công rất lớn vào chiến thắng tại Euro 2024 cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Bên cạnh Rory, các ngôi sao của Premier League như Phil Foden, Bukayo Saka, William Saliba cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ, đại diện cho sức mạnh và sức hút của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Không chỉ vậy, Real Madrid tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt trong bóng đá thế giới. Sau mùa giải thành công với cúp đúp La Liga và Champions League, các ngôi sao của Los Blancos như Jude Bellingham, Vinicius Junior đều góp mặt trong danh sách đề cử. Bellingham đã chứng minh mình là một trong những tiền vệ toàn diện nhất hiện nay, trong khi Vinicius vẫn là biểu tượng của tốc độ và kỹ thuật trên hàng công. Đáng chú ý, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn hiện diện trong cuộc đua, minh chứng cho sức hút không phai mờ của họ dù đã chuyển đến các giải đấu ngoài châu Âu. Ở độ tuổi 39, khi nhiều cầu thủ đã chọn cách giải nghệ hoặc chuyển tới những vai trò khác, Cristiano Ronaldo vẫn thi đấu ở đỉnh cao. Năm 2023, anh có một mùa giải xuất sắc trong màu áo của Al Nassr, ghi đến 54 bàn thắng trong năm dương lịch, góp phần quan trọng giúp cho đội bóng đạt được những thành tích ấn tượng tại giải đấu quốc nội và châu lục. Không chỉ dừng lại ở những con số thống kê khô khan, Ronaldo tiếp tục thể hiện khả năng lãnh đạo và tầm ảnh hưởng lớn trên sân cỏ. Anh được vinh danh với giải thưởng quan trọng như cầu thủ hay nhất Trung Đông và giải thưởng Diego Maradona, một sự công nhận đặc biệt dành cho những đóng góp xuất sắc của anh trong năm vừa qua. Và điều này cũng là minh chứng cho sức hút bền bỉ của CR7, không chỉ với người hâm mộ mà còn trong mắt giới chuyên môn. Cristiano Ronaldo đã có 6 lần giành được quả bóng vàng Dubai, biến giải thưởng này là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Dù vậy, lần gần nhất anh lên ngôi là vào năm 2022. Năm 2023, anh phải nhường bước trước Erling Haaland, người có mùa giải 2022-2023 chói sáng với cú ăn ba cùng Man City. Tuy nhiên, thái độ chuyên nghiệp của Ronaldo khi công nhận Erling Haaland là người xứng đáng đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ. Năm 2024, Ronaldo lại trở lại với cuộc đua với sự quyết liệt và một phong độ ấn tượng. Hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha áp đảo hoàn toàn các ứng cử viên khác với tỷ lệ bình chọn 30%. Lượng fan đông đảo của Ronaldo không chỉ ở châu Âu mà còn tại Trung Đông, châu Á, Nam Mỹ mang đến những lợi thế khổng lồ trong các cuộc bầu chọn công khai như Global Soccer Awards. Dù Ronaldo vẫn đang dẫn đầu cuộc bầu chọn, thành tích thi đấu của anh vẫn bị đặt lên bàn cân để so sánh với các ứng cử viên khác như Rory, Vinicius Junior hay Jude Bellingham. Sự hiện diện của Messi trong danh sách đề cử tạo nên một cuộc đua không khoan nhượng giữa hai huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá hiện đại. Dù Ronaldo có lợi thế về mặt thành tích cá nhân nổi bật trong năm qua, nhưng sự ảnh hưởng sâu rộng của Messi tại MLS vẫn là một đối trọng rất lớn. Ma thuật của Messi đã giúp cho Inter Miami vô địch Supporters Shield với số điểm kỷ lục. Trong năm qua, El Pulga tiếp tục duy trì một phong độ ấn tượng với 23 bàn thắng, 13 đường kiến tạo. Dù không thể giúp cho Inter Miami giành chiếc vô địch MLS Cup, nhưng những gì mà Messi mang lại vẫn chứng minh được đẳng cấp của một siêu sao. Với Vinicius, sau khi để Rory vượt qua trong cuộc đua giành Ballon d'Or, cầu thủ người Brazil giờ đây đứng trước thách thức rất lớn tại Global Soccer Awards, nơi anh có thể viết tiếp câu chuyện của mình và phục hận trước tiền vệ người Tây Ban Nha. Điều khiến Global Soccer Awards trở nên đặc biệt là cơ chế bình chọn độc đáo. Không chỉ dựa trên quyết định từ hội đồng chuyên gia, giải thưởng còn mở rộng đến những phiếu bầu của hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Đây là yếu tố mà Vinicius có thể tận dụng để tạo nên lợi thế trong cuộc đua lần này. Việc Real Madrid và Vinicius từ chối tham gia lễ trao giải Ballon d'Or đã tạo nên hiệu ứng lớn trong giới truyền thông. Điều này không chỉ tăng thêm sự chú ý đến cầu thủ người Brazil, mà còn có thể kích thích người hâm mộ bầu chọn cho anh tại Global Soccer Awards. Hình ảnh Vinicius như một cầu thủ bị đánh giá thấp sẽ trở thành động lực mạnh mẽ để người hâm mộ giúp anh giành chiến thắng.
Dẫu vậy, việc vượt qua Rory không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tiền vệ người Tây Ban Nha có lợi thế lớn khi được cả giới chuyên môn và người hâm mộ tại châu Âu đánh giá rất cao. Rory không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn mang đến sự ổn định và điềm đạm trên sân cỏ, điều mà các chuyên gia thường ưu ái hơn so với lối chơi bùng nổ của Vinicius. Ngoài những cái tên kể trên, Jude Bellingham cũng là một ứng cử viên đáng gờm. Với phong độ chói sáng tại Real Madrid, anh không chỉ giúp cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành được cú đúp danh hiệu mà còn nổi bật với khả năng ghi bàn và kiến tạo từ vị trí tiền vệ. Bellingham là biểu tượng có thế hệ trẻ đầy triển vọng, nhưng có lẽ cần thêm thời gian để khẳng định mình trước những cái tên sừng sỏ như Rory hay Vinicius. Ở hạng mục câu lạc bộ xuất sắc nhất năm, Manchester City là ứng cử viên nặng ký. Đoàn quân của Pep Guardiola trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh vô địch giải đấu 4 mùa liên tiếp, từ mùa 2020-2021 đến mùa 2023-2024, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thống trị tuyệt đối của đội bóng này tại đấu trường quốc nội. Bayer Leverkusen, Real Madrid là những đối trọng nặng ký của Man City tại hạng mục câu lạc bộ hay nhất năm. Với Leverkusen, thầy trò Xabi Alonso đã viết nên câu chuyện cổ tích với cú đúp Bundesliga, GFP Pokal, cùng chuỗi 51 trận bất bại kỷ lục. Tuy nhiên, so với Man City, Leverkusen vẫn thiếu đi thành tích quốc tế và sức ảnh hưởng toàn cầu. Đây là điểm yếu lớn nhất khiến họ khó có thể cạnh tranh song phẳng với đại diện đến từ nước Anh. Trong khi đó, Real Madrid, đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu, đã chứng minh rằng họ vẫn là một thế lực không thể bị xem nhẹ tại mùa giải 2023-2024 đầy thành công, khi giành cú đúp danh hiệu bao gồm La Liga, UEFA Champions League. Đây thực sự là một minh chứng cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, không chỉ củng cố vị thế lịch sử mà còn nâng cao khả năng chiến thắng tại danh hiệu câu lạc bộ hay nhất năm tại Global Soccer Awards 2024. Ở hạng mục dành cho bóng đá nữ, cuộc đua cũng không kém phần sôi động với sự góp mặt của những cái tên hàng đầu như Aitana Bonmatí, chủ nhân của bóng vàng nữ 2023, hay các ngôi sao người Anh như Lucy Bronson hay Lauren Hams. Một điểm nổi bật của Global Soccer Awards là sự kết hợp giữa hai yếu tố: phiếu bầu từ người hâm mộ toàn cầu và quyết định từ hội đồng chuyên gia. Hội đồng bao gồm những huyền thoại bóng đá như Marcelo Lippi, Francesco Totti, Iker Casillas hay Luis Figo. Thời gian bình chọn, người hâm mộ có thể bắt đầu cuộc bình chọn từ ngày 10 tháng 11 và sẽ có thời hạn đến ngày 10 tháng 12. Những lá phiếu này sẽ được tính cùng ý kiến của hội đồng để đưa ra người chiến thắng. Sức hút toàn cầu, năm ngoái giải thưởng đã nhận được hơn 70 triệu phiếu bầu từ 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, một con số kỷ lục thể hiện sức lan tỏa của sự kiện này. Global Soccer Awards không chỉ mang tầm vóc lịch sử như Ballon d'Or mà còn là một sự kiện quan trọng phản ánh phần nào sự phát triển và sức ảnh hưởng của các cầu thủ, đội bóng trong một năm. Với những ứng cử viên sáng giá như Rory, Vinicius, các huyền thoại như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, giải thưởng năm nay hứa hẹn sẽ có một cuộc đua đáng chú ý, dù không hoàn toàn định hình di sản của mỗi cá nhân. Dẫu kết quả cuối cùng có ra sao đi chăng nữa, giải thưởng tại Dubai là một dịp để nhìn lại những nỗ lực, thành tựu và cả những câu chuyện bên lề đầy cảm xúc của bóng đá thế giới. Quan trọng hơn, đó là nơi mà người hâm mộ, dù đến từ bất cứ đâu, được góp tiếng nói vào việc tôn vinh những nhân tố đã làm nên một năm đầy sôi động của môn thể thao vua. Và đôi khi, chính điều đó, sự kết nối, sự công nhận từ khán giả mới là phần thưởng lớn nhất.